các sư thầy, các sư già, các sư cô, quý Phật tử. Nên tối nay mình nói một ít thôi, chắc 2-3 phút thôi, rồi mình tu nha. Vậy thì chư Hiếu nhìn các vị thì chư Hiếu bổ sung. Thấy các vị thiếu cái gì thì nói cái đó. Khi mà niệm Phật đó, thì cái gương mặt phải rất là thư thả. Cái đó mình phải mình phải dùng cái sức ở bên trong đúng đó, thì cái gương mặt nó mới thư thả được. Ví dụ như mình dùng nhiều sức quá đó thì cái người ta nhìn mình thấy mình đang chú ý nhiều lắm, có thể là cái chân mày nó nhíu lại, cái mặt mình nó hơi nhăn một chút, thì cái người nhìn sẽ thấy là mình rất là khổ để giữ cái tiếng Phật. Còn nếu mà mình buông nhẹ quá thì mình sẽ ngủ gục, mình sẽ rất buồn ngủ. Cho nên là đầu tiên đó là mình phải thư thả hết cái người mình. Mình thư thả cái gương mặt rồi cái thân của mình phải rất nhẹ. Rồi cái tiếng Phật ở trong lòng á, nghe phải rất là rõ. Nhưng mà cái tâm nhớ Phật rất là nhẹ. Nhẹ nhất của nó là nhẹ bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cái tiếng Phật rất rõ, nhưng mà cái tâm ý niệm về Phật, nói nhớ Phật thì có người không hiểu lại ngồi suy nghĩ là Phật phải màu xanh màu vàng, phải cái tướng hảo, phải cái gì, suy nghĩ là loạn động lắm, suy nghĩ một hồi là nhức đầu chóng mặt, thấy tu không được. Cái đó là người không hiểu. Giống như mình nói là chùa Đức Viên thì tự nhiên mình có cái ý niệm chùa Đức Viên. Ở đường đó, chùa đó lớn vậy, đẹp vậy. Mình nói về Việt Nam, mình nói về Việt Nam thì mình có ý niệm về Việt Nam, đất nước Việt Nam mình, Sài Gòn, Hà Nội, Huế, tất cả. Đó là ý niệm thôi. Không phải là nói Việt Nam là phải có cái cảnh gì của Việt Nam, không cần. Hãy nói Việt Nam là có ý niệm về Việt Nam. Mình nói về Đức Phật Di Đà thì có ý niệm về Đức Phật. Nhưng mà cái ý niệm đó ở trong lòng, khi nói ra nó được có mấy giây thôi là nó hết. Mình nói qua cái khác thì nó lại có ý niệm khác. Bây giờ mình nói A-di-đà Phật thì ý niệm Phật Di Đà làm sao mà hết được. Ý niệm mà, ý niệm về Tây Phương trong lòng mình, nó là hết câu Phật này nó tới câu Phật kia, lại là nó thêm cái ý niệm. Cho nên nó là niệm Phật, nó cái ý niệm mà ý niệm về Đức Di Đà và cái Tây Phương và cái sự yêu thích của mình đối với thế giới đó ở trong lòng mình khi mình đọc cái câu đó. Nên quý vị có mường tượng được, phải mường tượng được. Nếu không được thì tập từ từ. Thì khi niệm Phật đó, cái ý niệm về Đức Di Đà ở trong lòng của mình, mà cái đó phải rất nhẹ, nhẹ lắm. Càng nhẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đó. Thì gương mặt thư thả, người thư thả. Nhưng mà cái tiếng Phật phải rất là rõ. Chứ hay thư thả mà nó mờ ra là nó sẽ ngủ. Tiếng Phật rõ, thiệt là rõ. Mà cái tâm nhớ Phật phải thiệt là nhẹ. Thì tất cả những cái thứ này chư Hiếu đều học ở bên Ngài Hư Vân hết. Ngài đều dạy cách thức. Thì khi mà tiếng Phật rõ rồi mà ý niệm về Phật đã giữ được trong lòng, phải giữ cho được nó, phải mất một thời gian tùy người, có người phải mất thời gian lâu lắm mới giữ được cái ý niệm đó, nó giữ ở trong tâm được. Khi cái ý niệm nó giữ được trong tâm đó thì niệm chừng 5 câu Phật, 10 câu Phật mà cái ý niệm Phật, ý niệm gì Đức Phật chưa có tan, thì cái đó là tu hành, cái đó là công phu rồi đó, công phu được 5 câu rồi đó. Rồi khi mà được 5 câu mà ý niệm về Phật chưa tan á, thì không được đụng tới, không được làm gì hết, cứ như vậy niệm thôi, đừng có thêm thắt gì, cũng không cần phải chú tâm gì cả. Khi nào ý niệm về Đức Di Đà đã mất rồi, thì bắt đầu nó suy nghĩ cái thế giới Tây Phương, thế giới Sa Bà, nó bắt đầu nó mới suy nghĩ được. Nó suy nghĩ thì chúng ta liền nhớ Phật tiếp, để cho nó tan cái ý nghĩ kia đi, thì nhớ Phật tiếp, thì lại giữ được 5-3 câu, 10 câu nữa. Thì tu như vậy 1 năm, 2 năm thì có thể ý niệm về Đức Phật nó sẽ rõ hơn và nó ở lâu hơn. Tới chừng nào mà từ sáng tới tối không có quên Đức Phật và Tây Phương nữa thì là chắc chắn vãng sinh. Không thể nào không vãng sinh được. Không thể nào không vãng sinh. Mà chỉ chúng ta quên Đức Phật thôi thì mới bị cái thế giới này giống như là
suy nghĩ về thế giới này nhiều, cho nên nó ngăn cản cái cảm ứng của Đức Phật. Vì vậy mà lâm chung không có vãng sinh, mà nhiều người niệm Phật nhiều lắm, mà người vãng sinh rất ít, tại vì trong lòng không có Ngài, nên là có hạnh mà không có tín nguyện không sâu đó. Vì vậy mà chúng ta thấy người niệm Phật đông, thiệt là đông, mà vãng sinh thì ít quá, là tại vì cái này, tại vì không hiểu cái phương pháp, từ đầu dụng tâm đã không đúng. Những người mà dụng tâm đúng, tu lâu rồi, thì cái hoa sen sẽ nở rất đẹp. Đó là chúng ta vãng sinh, tại vì lòng của chúng ta và miệng của chúng ta biết cách tu, biết cách để mà dụng tâm, thì đó. Còn nếu mình không có biết, hoặc là mình thấy cái này khó quá, hay là mình cứ tu chơi chơi thôi, nhất định là uổng, bởi vì phương pháp là rõ ràng như vậy, mình chỉ cần cố gắng một chút là sẽ làm được. Thì mình dở lắm thì một thời 2-3 tiếng mình cũng phải có ý niệm Đức Di Đà được 5-3 phút là dở lắm, phải tăng nó lên. Thì cho nên mỗi ngày lên chánh điện là rất là thời giờ rất quý báu, không phải lên đây ngồi giống như cho qua ngày đâu, mà rất quý. Lên đây để mình nhớ Đức Phật được nhiều hơn, mình tăng cái giờ đó nhiều hơn, thì như vậy cuộc đời mình gần với Ngài hơn. Nếu mình tu nhiều một chút, nó sẽ thuần thục, là sẽ nhớ Ngài hoài. Nhớ Ngài hoài thì Ngài sẽ tiếp dẫn. À, nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, phải không? Dạ Phật, dạ xin hết ạ. Các vị, thì thôi nha. Giờ không có sách, không có gì hết, không biết được nói. Phải soạn mới được. Chứ nếu mà đọc sách của Ngài Ấn Quang nói thì nó bao la bát ngát, nói làm sao mà hết nổi. Những cái điểm chánh thôi chứ kinh sách rộng quá, rất là rộng, không thể, chúng ta không thể học hết được đâu. Chúng ta chỉ biết một cái góc cạnh nào đó rồi chúng ta hạ thủ thôi, hạ thủ cho chơi vững, thì sau này cái trí tuệ của mình sẽ tương ưng với kinh điển. Mình dở ra là mình sáng tỏ, dở tới là mình thấy đúng là như vậy. Dạ, như là Phật. Các vị cứ nhìn hoài là ngưng cũng được.